Luật cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7. Người dân khi đăng ký thường trú, tạm trú hay là tách sổ hộ khẩu chỉ cần duy nhất thẻ căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân. Điều này sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho người dân về cả giấy tờ, chi phí, thời gian khi đi giải quyết thủ tục hành chính. Hôm nay chị Thảo đến trụ sở công an phường làm thủ tục đăng ký thường trú, chuyển hộ khẩu từ Nam Định về thành phố Hà Nội. Nếu như trước đây, thủ tục này đòi hỏi nhiều giấy tờ và điều kiện đi kèm, thì nay với luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, chị chỉ cần có chỗ ở hợp pháp, thuộc quyền sở hữu của mình là có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký thường trú. Mình thấy thì cán bộ ở đây thì rất là nhiệt tình trong việc tư vấn cho mình về cách theo đăng ký mới. Thì mình thấy cũng tiện hơn và cho mình dễ dàng tra cứu cũng như là mình đăng ký cho các thủ tục khác. Người dân có thể dễ dàng đăng ký thường trú ngay tại xã, phường, thị trấn mà không phải đến công an quận huyện như trước đây. Thông tin dữ liệu về đăng ký thường trú, tạm trú của công dân cũng ngay lập tức được cán bộ tại công an phường cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú. Với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì các cái phần thủ tục đã được thực hiện khép kín theo quy trình và đã được trình các cấp theo quy định của pháp luật. Điều này đã làm thể hiện được tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Khi công dân đến thông tin dân cư đã được xác thực thì đã làm rút ngắn được thời gian xác minh, rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục cho công dân. Người dân cũng có thể sử dụng mã số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân có gắn chip để thực hiện khoảng 30 thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu. Khi có dữ liệu công dân đã được làm sạch, chúng ta đã cấp số định danh công dân cho người dân hoặc là cấp cái căn cước công dân cho người dân, thì người dân sử dụng cái căn cước công dân hoặc là cái mã định danh cá nhân của mình để tham gia vào các giao dịch mà không cần thiết phải sử dụng đến sổ hộ khẩu nữa. Luật cư trú 2020 đã bãi bỏ điều chỉnh 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký quản lý cư trú tạm trú của công dân, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống tối đa chỉ còn 7 ngày một thủ tục.